Alo, còn để thuyết pháp đội hình thì ta vào, cho nên là quân sự, cho nên là phải nghiêm. Thôi. Trên ta kia, để ta còn quay phim như vậy. Thuy, các ta Thuy. Như ban tổ chức chúng tôi đã thông báo, sáng nay, sáng mùng 1 tháng 2 là ngày rước các ngài về các giáp làm lễ yên vị. Trước khi rước các ngài về các giáp làm lễ yên vị thì ban tổ chức chúng tôi tổ chức khai mạc giải kéo co để chào mừng lễ hội và cũng là kết thúc lễ hội sau 5 ngày. Nhân dân ta, cán bộ và nhân dân luôn đồng lòng, nỗ lực phấn khởi tổ chức lễ hội truyền thống của quê hương Đào Đăng chúng ta một cách nghiêm trang, trân trọng và thành công tốt đẹp. Toàn thể các đơn vị Thúy xin trân trọng giới thiệu ông Trần Đức Hội, trưởng ban quản lý di tích làng và trưởng ban lễ hội lên khai mạc giải kéo co của lễ hội chúng ta năm nay. Xin toàn thể các đơn vị và mọi người vỗ tay chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các cầu thủ, các đội tham gia giải và các cổ động viên thân mến, hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 1983 năm tám cha con Trần Tướng Công, Trần Liễu, phụ nhà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán từ năm 40 đến năm 43, kỷ niệm 612 năm ngày sinh Mẫu Đào Nương, đã có công dùng mưu trí của mình làm tiêu hao nhiều chinh lược địch, giúp quân Tây Sơn đánh thắng nhà Minh, giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Hôm nay ban tổ chức lễ hội long trọng tổ chức giải thi đấu trò chơi dân gian kéo co giữa bộ đội giáp thượng, giáp nam, giáp trung cầu và giáp nễ, với mục đích xây dựng và phát triển phong trào thể thao, tăng cường giao lưu rèn luyện sức khỏe của các giáp, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và các trò chơi nói riêng. Thông qua các trò chơi này nhằm mục đích tạo ra không khí vui tươi phấn khởi, hăng hái thi đua phấn đấu giữa các giáp nhằm tôn vinh truyền thống của làng Đào Đặng, giữ vững bản sắc văn hóa cổ truyền của Đào Đặng cổ xưa. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên, các cổ động viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa các quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến buổi khai mạc kéo co chào mừng lễ hội truyền thống làng Đào Đặng xuân Quý Mão năm 2023. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các giáp, các quý vị đại biểu, các vận động viên cùng các cổ động viên. Tôi cũng đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa của người Đào Đặng, cống hiến cho khán giả những trận kéo hay đẹp để chào mừng lễ hội truyền thống của làng Đào Đặng xuân Quý Mão. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải kéo co giữa các giáp trong làng Đào Đặng. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, khách quý, trọng tài, cầu thủ, cổ động viên, chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy
Sau đây tôi xin thay mặt ban trọng tài sẽ thông báo về chương trình thi đấu. Không ạ, đề nghị các đội tập trung ở đây, ban tổ chức sẽ trao giải và trao cờ đúng nhá. Một lần nữa xin chân trọng. Tôi xin chân trọng kính mời bốn đội trưởng trở lại ban tổ chức để ta làm thủ tục. Có bốn đội thì ưu tiên Bắc Nam sẽ được các thăm gặp ba đội kia. Thế còn sau khi Bắc Nam mà các thăm xong và gặp được rồi thì còn hai đội kia coi như là hai đội đấu gặp nhau. Thank you.
Oh,
giỏi cho. Điện luôn. Cầm đây. Thank you.